bắt đầu thâu ở đây, thấy cho nó lớn chút thì thôi coi sao biết. Nói chuyện lớn lớn nữa. Đây là địa Trung Hải, ngay con đường bắt đầu đi vô. Mình cũng hai tuần rồi, từ ngày Noel tới giờ mình mới xuống đây. Bữa nay mình đi coi cái có gì khác lạ không. Đêm của bằng đêm á, ở chưa có xong đi cái gì. Khu chợ đêm ở địa Trung Hải đẹp quá chứ hả. Ô, cũng dài quá hả, cũng từ sạp từ sạp. Trước cái này ra ngoài chợ đêm nó để cà phê đồ uống ngủ ở đây cũng được đó chứ. Lớn chứ, đi bộ cũng xa chứ. Không nhỏ nha, lớn thì lớn, dài, cũng có nhạc gì đây, tùm lum tùm la gì. Bây giờ đi, đây là đi xuống cầu nha, không phải cầu Hoàng Hôn nha, thấy cầu không, cầu Hoàng Hôn. Ở đây nó có cái cổng vô nè, hàng tính tiền ở đây nè. Đây là cái cổng mua đồ á ha, rồi đó là cái cổng vô, thức ăn giảm 20%, thức ăn kèm. Ưu đãi khai trương special offer gone open, giảm thức ăn pizza, cà lem, souvenir. Nói chú không nghe, đậu xe ở đâu cháu? Đậu xe ở trên đó đó hả, trên xe đỏ đỏ hả? Dạ, giờ đi bộ xuống. Mình có quyền vô đi coi tham quan không? Mua vé không ai bán vé chứ gì? Dạ, con đứng đây con bán. Bao nhiêu cái vé? 50.000 một người chú. 50.000 một người.
Rồi mình đi qua tới bển nhà xa không cháu? Giờ có ai chụp hình cho chú không? Dạ hiện tại thì trên cầu chú ai chụp hình mình sẽ tự chụp cho chú ạ. Vậy hả? Vậy hả? Vậy thôi để chú gửi xe chú đi một vòng thử coi. Ủa sao nó để miễn phí phi thiết kê? Dạ em dưới 1 mét chứ. Vậy hả chú có 1 mét 9 tắc.